Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Chào đại nhân, tốt quá rồi, hắn không phát hiện ra ta. Chết tiệt, ngươi chậm thôi. Hóa ra là vì làm thứ này. Phủ thành chủ Thiên Võ Thành, đây chắc là nơi thành chủ Thiên Võ Thành nghỉ ngơi. Tình hình thành chủ của Thiên Võ Thành dường như còn nghiêm trọng hơn ở trong lời đồn, thậm chí còn có thể cảm nhận được tử khí yếu ớt ở trong đại điện. Không ngờ gần đây lại không có thủ vệ, đường đường là thành chủ, vậy mà lượng thủ vệ bên cạnh lại đáng thương như vậy. Chính là ở chỗ này. Đến thị nữ ở bên cạnh chăm sóc cũng không có. Cơ thể cũng có thể này. Rồi mà, cơ thể cũng như thế này rồi mà nhìn một cái đã phát hiện ra ta. Đỉnh cao thiên cấp đúng là danh bất hư truyền. Miêu thành chủ, ngươi là ai? Hư linh kiếm phái Dương Khai, chính là miêu mỗ đây. Tiểu hữu là ai, nửa đêm vào phủ thành chủ là có việc gì? Hư linh kiếm phái cách Thiên Vũ Thành ta không gần, ngươi tới đây làm gì, giết ta sao? Hư linh kiếm phái ta và Thiên Võ Thành không thù không oán, thành chủ nghĩ nhiều rồi. Ta là một đan sư, nghe nói thành chủ thân mang bệnh nên thử luyện chế một ít đan dược bảo thuộc hạ dâng tới, thể hiện tâm ý. Không nghĩ là thành chủ nói đan dược của ta luyện chế ra có độc, nên bắt nhốt thuộc hạ của ta lại. Ngươi là luyện đan sư, cấp bậc gì? Địa cấp. Tiểu huynh đệ, trêu đùa một người sắp chết không phải là chuyện hay đâu. Thành chủ không tin, nếu ta không nhìn nhầm, thì giờ tình hình của thành chủ chắc không phải là vì tuổi cao sức yếu, là do vết thương cũ đúng không? Tiểu huynh đệ có mắt nhìn đấy, ngươi làm sao mà nhìn ra được? Trông thành chủ vẫn còn trẻ, tuổi già sức yếu đúng là nói vô căn cứ. Mà tao còn nhìn ra, hình như trong cơ thể của thành chủ có sức mạnh nào đó đang trực trào. Đến chuyện này ngươi cũng nhìn ra à? Thành chủ nếu tin ta, có thể cho ta kiểm tra hay không? Người sắp chết chẳng còn gì đáng lo, tiểu huynh đệ cứ xem đi. Không ngờ tiểu tử này lại là địa cấp đỉnh cao, tuổi tác này đã có tu vi như vậy. Nhìn khắp thần binh giới cũng chẳng có ai. Trong cơ thể của thành chủ đúng là có một sức mạnh quỷ dị ở bên trong đang nuốt mất cơ hội sống của ngài. Tranh đấu với người ta lúc còn trẻ và bị trọng thương, sức mạnh đó luôn xâm nhập vào cơ thể của bốn thành chủ. Dù cố thế nào cũng không trừ khử đi được. Không biết là tiểu huynh đệ có cách gì. Tin tốt và tin xấu, mỗi cái đều có một. Thành chủ muốn nghe cái nào? Nói tin xấu trước đi. Cơ hội sống của thành chủ chẳng còn bao nhiêu, khí huyết suy bại, nếu để mặc đó, trong vòng 3 ngày ắt sẽ chết. Vậy còn tin tốt? Tin tốt là ta có thể giúp thành chủ kéo dài tuổi thọ, nhưng muốn trừ khử tận gốc sức mạnh này, thực lực của ta còn quá thấp, sợ là không giúp được gì. Không sao, chỉ cần ngươi có thể giữ lại mạng của ta, để bổn tọa sống thêm 7-8 ngày nữa là được rồi. Chuyện này thì không thành vấn đề gì, đây là đan dược ta luyện chế được, có thể gia tăng sức mạnh và khởi động khí huyết ở trong người thành chủ, chắc là có chút hữu dụng. 7-8 ngày, chắc là thời gian cao hơn bằng kia tới Thiên Vũ Thành, ông ta sẽ dồn ý vọng lên người cao hâm bằng. Có người tới, chỉ đành chữa ngựa chết thay ngựa sống mà thôi. Tham kiến phu nhân, ta tới thăm thành chủ. Bái kiến phu nhân, ta tới thăm thành chủ. Đây không phải là lữ tử mà khi nãy mình tìm kiếm xung quanh đã nhìn thấy hay sao? Nhanh vậy đã xong việc rồi. Khi lễ hộ vệ ở cửa gọi cô ấy là phu nhân, không phải mình đã phát hiện được bí mật gì đó rồi chứ? Lão gia, tình hình của lão gia lại nghiêm trọng hơn rồi. Dáng vẻ này của người khiến thiếp thân nhìn thấy rất là đau lòng. Suy cho cùng, nhất nhật phu thê bách dạ ân, nữ nhân này lại chuyện có lỗi với Miêu Hồng, nhưng xem bộ dạng của Miêu Hồng chắc chắn là cũng sẽ không dễ chịu. Hà tất phải cực khổ đấu tranh như vậy, dáng vẻ này của hai người còn có thể sống mấy ngày, 2 ngày, 3 ngày, chi bằng bây giờ chết luôn đi cũng được. Người ngửi chút đi, trên người của thiếp thân còn có mùi gì khác hay không? Rất là tươi mới đấy.
Thật sự là không thể tin được. Trong tẩm điện phủ thành chủ của Thiên Võ Thành, năm đó người cũng thủ đoạn bỉ ổi để chiếm hữu ta, khi cướp ta từ bên cạnh hắn. Có từng nghĩ chính mình sẽ có ngày hôm nay hay không? Việc đến nước này cũng không sợ lỗi cho người. Con gái căn bản không phải của người, là do ta và Khấu Dũng Sinh. Tiện nhân. Ta tránh phun thứ đó, ngược lại không mạnh bằng phun máu nhỉ? Lão Đông Tây muốn chết thì chết, cuối cùng cũng đi thôi. Tiểu huynh đã chê cười rồi, gia hỏa này, giả ngất hả? Khí huyết của ta đang từ từ hồi phục, đan dược của tiểu huynh đệ quả nhiên là có thần hiệu. Chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được rồi, thuộc hạ mà ngươi đưa đến tặng thuốc không phải do bản thành chủ cố tình bắt nại, mà là do kẻ khác làm. Những kẻ đó muốn bản thành chủ chết. Nếu là vậy, bọn chúng vì sao không trực tiếp ra tay với thành chủ? Nếu bọn chúng ra tay, chắc chắn là sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết. Ta có một vị bằng hữu không lâu nữa sẽ đến Thiên Võ Thành. Nếu bị hắn nhìn ra sơ hở gì, những kẻ này sẽ không còn đường sống nữa. Thành chủ phu nhân kia cố ý chạy đến là muốn kích thích ông thương thế ác hỏa, tăng tốc độ tử vong của ông hay sao? Không sai, may mà trời không phụ lòng người, để bản thành chủ gặp được tiểu huynh đệ. Viên thuốc mà vừa rồi tiểu huynh đệ cho ta dùng còn có hay không? Đan dược thì vẫn còn, nhưng mà khí huyết đan này mặc dù có thể kích phát khí huyết trong cơ thể của thành chủ, nhưng lại cần dùng thêm một số vật đại bổ để bù đắp, nếu không sẽ làm mất thêm tiềm lực của thành chủ. Thì ra là vậy. Cầu tiểu huynh đệ người tốt làm đến cùng, thay bản thành chủ mang chút đồ bổ đến đây. Nếu như bản thành chủ có thể giữ được tính mạng, ngày sau nhất định là sẽ có trọng tạ. Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Nhưng mà thành chủ, thuộc hạ đó của ta vẫn bị thành chủ phủ nhốt, ngài có thể nghĩ cách hay không? Ngươi đi tìm một người gọi là Hoàng Đạt, hắn chính là phù chủ chấp sự của ta. Trong phòng của Dương Khai, ở trách trạm Thiên Võ Thành, cầm lấy, đi mua đủ thứ này đi. Tuân lệnh. Đúng rồi, cô biết Khấu Dũng là ai không? Khấu Dũng, có lẽ là võ thành chủ, phó thành chủ của Thiên Võ Thành, hình như có thực lực là thiên giai tầng 7 tầng 8. Phó thành chủ và thành chủ phu nhân, đời này của Miêu Hồng cũng là sóng gió gập ghềnh lắm. Trong tẩm điện của thành chủ phủ Thiên Võ Thành, lần này cho hắn chịu đủ. Không tin không khiến hắn tức chết. Mụ đàn bà này mỗi ngày đến đều kích thích ông ta, lần này còn để hắn nhìn trực. Miêu thành chủ, mẹ nó, thành chủ ông thật sự là ngất đi hả? Tiểu huynh đệ, ta muốn phiền cậu một việc. Thành chủ mời nói. Ta muốn người đi bón thiên đan cho Cao. Muốn người đi đón thiên đan sư Cao Hâm Bằng của Huyền Đan Môn. Nếu là trước khi Cao Hâm Bằng đến mà ta còn chưa chết, đám cẩu lam nữ đó sợ là sẽ mạo hiểm ra tay. Cho nên ta muốn ngươi đi đón Cao Đan Sư một chuyến, để ông ấy mau chóng đến đây. Thành chủ yên tâm, việc này ta tự có sắp xếp, không cần làm phiền Cao Đan Sư. Quy tức đan này sau khi dùng, thành chủ sẽ tiến vào trạng thái giả chết, hoàn toàn mất hết sinh cơ, đủ để lừa được bọn họ. Hai ngày sau, thành chủ của Thiên Võ Thành đã chết, cả thành để tàng. Đại nhân đang nhìn gì vậy? Mưa bão sắp đến rồi. Ta có mang một chiếc ô. Đại nhân, phía thành chủ phủ có một vị chấp sự gọi là Hoàng Đạt, nói muốn cầu kiến đại nhân. Ngoài ra Sử Minh Huy cũng quay về rồi. Biết rồi. Thuộc hạ làm việc bất lợi, xin đại nhân trách phạt. Không phải lỗi của người, đi nghỉ ngơi đi. Tiểu huynh đệ khách khí rồi, Hoàng chấp sự. Thành chủ để tại hạ đến mời tiểu huynh đệ vào thành chủ phủ một chuyến. Đi đi, cô cũng đi cùng. Thành phủ, thành chủ không phải đã chết rồi sao? Nghĩa nào Thiên Võ Thành nhanh như vậy đã có thành chủ mới rồi sao? Đại điện của thành chủ Thiên Võ Thành, nơi nơi đều là dấu vết lưu lại. Thành chủ phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Gặp quỷ rồi, tiểu huynh đệ đợi cậu đấy. Thấy được thành chủ không sao, Dương Mỗ cũng coi như là yên tâm rồi. May là có cậu, bản thành chủ mới có thể sống sót mà đứng ở nơi này.
Nào nào, để ta giới thiệu một vị khách quý cho ngươi. Đại sư huynh, vị này chính là Thiên Đan Sư đến từ Huyền Đan Môn, Cao Hâm Bằng. Thiên Võ Thành, Đại Điện Phủ Thành Chủ, tiểu huynh đệ, vị này là Cao Đan Sư tới từ Huyền Đan Môn, nghe danh đã lâu, còn không hành lễ bái. Thiên Đan Sư địa vị tôn quý, người khác gặp không nói hành đại lễ thì cũng không thể nào chỉ qua loa như người này. Cao huynh, vị này chính là Dương tiểu huynh đệ ta đã nhắc tới với người. Tiểu tử thú vị, người thành công thu hút sự chú ý của ta rồi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Khí huyết đan và quy tức đan của ngươi ta đã nhìn kỹ cả rồi. Thủ pháp luyện chế rất là kỳ lạ, cách phối dược liệu cũng vô cùng mới mẻ. Ngươi là địa đan sư, hẳn là vậy. Phải là phải, không phải là không phải. Sao lại nói hẳn là? Ngồi xuống trước rồi nói. Hai vị đầu là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không có hai vị giúp đỡ, chỉ sợ Miêu Hồng ta đã chết từ lâu rồi. Lúc trước bổn thành chủ cũng đã nói ngày sau nhất định là sẽ có hậu lễ. Chỉ cần là việc bổn thành chủ có thể làm, ta quyết không từ chối. Ta có một việc hy vọng thành chủ thành toàn. Người cứ việc nói. Ta muốn so thuật luyện đan với Cao Đan Sư. To gan. Người muốn so thuật luyện đan với ta. Người là địa đan sư, ta là thiên đan sư. Cảnh giới khác biệt nhau, so thế nào? Ta trước chưa từng cọ sát với đan sư khác, vì vậy rất muốn biết mình với người khác có khoảng cách thế nào. Hôm nay hiếm khi gặp được Cao Đan Sư, vì vậy nhất thời nóng lòng muốn thử. Tiểu huynh đệ, so tài giữa các đan sư là một việc vô cùng nghiêm túc, trừ phi hai bên từng có ân oán, nếu không sẽ không dễ dàng đưa ra yêu cầu này. Có chuyện ấy hờ, có. Tiểu huynh đệ, cách làm của người tương đương với chỉ kiếm vào miêu mỗ, nói muốn cùng ta quyết một trận tử chiến. Dương mỗ thiếu thốn hiểu biết, xin Cao Đan Sư chớ trách. Rất lâu không gặp việc thú vị như vậy rồi. Thế này đi, ta sẽ đấu một trận nhỏ với người. Chỉ là thử ta chứ không phải là thi đấu, không có gì đáng ngại. Cao huynh như thế ổn chứ? Sao nào? Thành chủ sợ Cao mỗ lấy lớn ức hiếp nhỏ. Đó là đương nhiên. Tiểu huynh đã muốn so tài với ta, thế ngươi hãy ra đề đi. Ngươi xem chúng ta luyện chế đan dược gì là tốt nhất. Cao huynh biết ta không có ý đó, chỉ là... Mà thôi, nếu Cao huynh đã đồng ý, vậy miêu mỗ chỉ hy vọng hai vị dừng lại đúng lúc, đừng làm ảnh hưởng đến hòa khí. Thập chuyển vô tâm đan, tiểu huynh đã chắc chắn chứ? Bây giờ ta đã là địa giai đỉnh phong, đang cần một viên thập chuyển vô tâm đan để tấn thăng thiên giai. Vì vậy sau khi đan thành cũng có thể cho nó được thể hiện hết tác dụng. Tiểu huynh đã chắc chắn không biết thập chuyển vô tâm đan chỉ thiên giai mới có thể luyện chế. Tại sao lại như vậy? Võ giả địa giai thì linh lực ở trong cơ thể không đủ để duy trì luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Chỉ thiên giai mới làm được. Chúng ta nên đổi loại khác thì hơn. Ta có lòng tin có thể luyện ra được. Tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày. Ta nhất định là phải mài hết nhuệ khí của hắn. Nếu như ngươi kiên quyết muốn như vậy, thì cứ luyện chế thập chuyển vô tâm đan thôi. Miêu mỗ quả là may mắn, lại có một ngày được tận mắt nhìn thấy hai vị đan sư so tài. Không biết hai vị cần chuẩn bị những dược liệu gì. Miêu mỗ sẽ cho người đi tìm ngay. Đan phương thế là lấy được rồi. Chuyện này không làm phiền thành chủ. Chuyện dược liệu Cao mỗ sẽ tự cho người đi tìm. Người cảnh giác như vậy, ta biết đi đâu tìm dược liệu cần thiết. Thành chủ yên tâm, dược liệu bên ta cũng sẽ tự chuẩn bị. Cũng được, hôm nay đã muộn rồi. Chờ ngày mai hai vị chuẩn bị đầy đủ, miêu mỗ sẽ mở đan phòng, cho hai vị so tài thỏa thích. Nơi ở của Cao Hâm Bằng. Vì luyện chế thập chuyển vô tâm đan, mình phải làm rõ xem hắn đã mua những dược liệu gì. Người mua dược liệu giúp hắn chắc là đã về rồi. Đại nhân đã mua dược liệu về rồi, biết rồi đi xuống đi. Dạ. Chỉ cần hắn mở hộp, mình sẽ có thể nhìn thấy hết. Yên tâm về năng lực của hộ vệ như vậy sao? Sao còn không tra xét dược liệu? Mẹ kiếp, trời đã sắp sáng rồi, sao tên này vẫn không cử động gì hết vậy?
Chắc không phải là định tọa hóa tại chỗ luôn đấy chứ? Cuối cùng đã động rồi. Mình phải nhân cơ hội này ghi nhớ tất cả dược liệu. Trong đan phòng của phủ thành chủ, nơi này chính là đan phòng của phủ thành chủ. Nếu đã là giao lưu so tài, mọi người cứ thoải mái sử dụng vật liệu luyện đan. Hai vị nếu có thể, thì trận so tài này xin bắt đầu đi. Trong đan phòng phủ thành chủ, ta đồng ý là việc rèn luyện mà bắt nạt trẻ con là hơi không ra gì. Mỗi một cách luyện đan của từng phái đều có chút khác biệt nho nhỏ, dược liệu mà tên này mang tới y hệt ta, đến số lượng cũng gần giống. Thực ra ta sớm đã phân ra một phần tinh thần để quan sát động tác rồi, nhưng mà mô phỏng dựa trên cơ sở thủ pháp của hắn cộng thêm thủ pháp riêng của mình, nếu không nhất định chúng sẽ nhìn ra có gì đó sai sai. Dường như tiểu tử này luyện chế thập chuyển vô tâm đan có tiết tấu duy trì giống như ta, chỉ là chậm hơn ta một chút mà thôi. Chuyện đã phát triển tới mức này, chỉ đành đi theo lối không tốt thôi. Chỉ cần quan sát quá trình luyện đan hoàn chỉnh của Cao Hâm Bằng là coi như ta đã thành công rồi. Chẳng trách hắn nói loại đan dược này không phải là địa cấp có thể luyện chế được. Nếu không phải là năng lực của ta hơn địa cấp bình thường thì ta sớm đã sức cùng lực kiệt rồi. Gay rồi, không ngờ tên kia lại giấu một bình, lại giấu một tay. Đồ trong bình kia là thứ gì vậy? Đây là sắp ngưng luyện đan xong rồi à? Là thành hay bại chính là lúc này. Đại nhân, coi bộ việc luyện chế của ta vẫn không bị ảnh hưởng, xem ra dung dịch thuốc cuối cùng của Cao Hâm Bằng kia đổ vào không phải là thứ cần thiết lắm. Đây là do tiêu hao quá lớn, mau cho hắn nằm xuống. Cho hắn uống cái này. Đa tạ Cao đan sư. Ngươi đừng nói chuyện vội, hồi phục cho tốt, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Thập chuyển vô tâm đan mà hai vị luyện chế Miêu Mỗ đã tự thu lại rồi. Đây là Cao huynh luyện chế, hình thành 4 viên, 3 viên trung phẩm, 1 viên hạ phẩm. Đây là của tiểu huynh đệ luyện chế, được 1 viên hạ phẩm. Cao đan sư kỹ nghệ tài tình, Dương Mỗ không bằng rất nhiều, xin lĩnh giáo. Với tu vi địa cấp mà luyện chế được thiên cấp, bản lĩnh này Cao Mỗ không có, là ta không bằng người. Dù sao đan phương của thập chuyển vô tâm đan ta đã học lén được rồi, thắng thua quan trọng gì? Miêu huynh, xin huynh sắp xếp một mật thất, ta muốn nói chuyện riêng với tiểu tử này. Không sao. Vết tích ta mô phỏng theo hắn luyện đan rất rõ ràng, chuyện tới nước này ta cũng chỉ đành đi bước nào tính bước đó mà thôi. Trong mật thất của phủ thành chủ, tiểu huynh đệ, ngươi có biết ngươi đã dạy ngươi thuật luyện đan là ai không? Không rõ, chắc Cao đan sư biết ta là đệ tử của Hư Linh kiếm phái. Năm đó gia sư tới Hư Linh kiếm phái dạy ta thuật luyện đan mấy năm, rồi du sơn tứ hải, từ đầu đến cuối chưa từng lộ danh tính của mình. Lạ thật, chỉ đành bịa thôi, mong là lừa được hắn. Vị tiền bối đó tại sao lại dạy ngươi thuật luyện đan? Lại nữa à? Lúc gia sư truyền thuật luyện đan cho ta, ta mới 6-7 tuổi, lúc đó còn chưa hiểu chuyện, ta không nhớ được nhiều. 6-7 tuổi, ngươi có nhớ dung mạo của lệnh sư hay không? Không nhớ rõ, nhưng chắc tuổi tác đã cao, tóc trắng hết, suốt ngày mặc một bộ y phục bẩn bẩn đó. Ngươi cũng biết lúc nhỏ ta không nhớ rõ nhiều chuyện. Ta hiểu, ngươi nghĩ kỹ lại. Lệnh sư còn đặc trưng nào khác hay không? Ví dụ như trên tay có đặc điểm gì đặc biệt? Có một chút, thiếu mất một ngón tay hay là thêm một ngón tay đó? Thêm một ngón. Mẹ nó, càng nói càng lộ sơ hở rồi. Đúng, là thêm một ngón. Cao đan sư, người cũng quen gia sư? Đương nhiên quen rồi. Nói như vậy thì mọi thứ ta đã hiểu rồi. Ngươi không phát hiện ra hai ta luyện chế thập chuyển vô tâm đan có dược liệu cần thiết giống nhau, và quá trình từng bước cũng tương đồng hay sao? Có chuyện này, vốn dĩ ta thấy kỳ lạ, tại sao ngươi lại có đan phương của Huyền Đan Môn? Hóa ra người dạy ngươi thuật luyện đan kia là người của Huyền Đan Môn ta. Hả, Cao đan sư, chuyện này ta tiện miệng vẽ ra một sư phụ, không ngờ lại có liên quan đến Huyền Đan Môn. Vẫn gọi Cao đan sư à? Tham kiến Cao sư huynh. Những việc ngươi là đệ tử của người đó cũng chỉ là suy đoán, nhưng ta thấy chắc chắn là như vậy.
Dù sao chỉ có vị đó mới hành sự phóng khoáng như vậy. Cao sư huynh, rốt cuộc gia sư là người như thế nào? Nói sao nhỉ? Không thể tìm một đạo lý nào để nói ra hành vi của ông ấy. Nói tóm lại, ngươi cứ nhớ, đặt trong huyền đan môn, ta cũng là trong nhóm người có địa vị cao nhất. Ta thấy ông ấy cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Nhưng ta đã lâu lắm rồi không gặp ông ấy. Ông ấy cũng không thích ở trong huyền đan môn, mà đi khắp nơi, cũng không biết là bận chuyện gì. Hóa ra gia sư lại có la địch như vậy. Tiếc là ông ấy chỉ truyền cho ta thuật luyện đan trong vài năm, mà không hề gọi cho ta, gọi một tiếng sư phụ. Nói ra thật là mất mặt. Quả nhiên là phong cách hành sự này, Dương sư đệ không cần để tâm. Nếu ngươi được vị đó truyền thụ, vậy ngươi cũng là người của huyền đan môn rồi. Bọn ta thu nhận đệ. Theo ta về huyền đan môn, gặp chư vị trưởng lão một chuyến đi. Không giấu gì cao sư huynh, gia sư đệ đã là đệ tử của Hư Linh kiếm phái, với lại từ nhỏ đã lớn lên ở trong phái. Sư môn có ơn nuôi dạy ta, sư đệ không thể nào vong ơn bội nghĩa. Ta quên mất chuyện này, tình hình ngươi có vẻ hơi đặc biệt, ta về huyền đan môn xin chỉ thị một phen. Trở về có tin gì sẽ tới Hư Linh kiếm phái thông báo cho ngươi. Vậy phiền cao sư huynh rồi. Đúng rồi, nếu sư đệ cần thập chuyển vô tâm đan để tấn thăng thiên cấp, vậy viên hạ phẩm kia không cần dùng nữa. Chỗ ta có một viên thượng phẩm vô tâm đan, coi như sư huynh tặng đệ làm quà gặp mặt đi. Đa tạ sư huynh. Trong đan phòng, dựa vào thiên tư của sư đệ, ngày sau nỗ lực thêm, nói không chừng có thể thay đổi phương thuốc của thập chuyển vô tâm đan này. Danh lưu thiên cổ, vạn đại lưu phương, sư huynh quá khen rồi. Ta là thật sự coi trọng người, lấy tu vi địa giai thành công luyện chế thiên đan. Theo ta được biết, ngươi là người đầu tiên. Tư chất của Dương Khai quá là xuất sắc, thậm chí có tư cách trở thành chủ nhân của một dược vương đỉnh. Đây chính là việc liên quan đến đại sự huy hoàng trăm năm của huyền đan môn, ta tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Lời nhàn rỗi nói đến đây thôi, ta phải nhanh chóng quay về huyền đan môn đem việc hôm nay để bẩm báo lên. Cổ thành thiên võ thành. Thành chủ, ta phải về sư môn rồi. Những ngày này đã làm phiền rồi. Dương đan sư chậm đã, chỗ ta còn có một phần lễ bạc muốn tặng. 10 vạn hồng ngọc để bày tỏ tâm ý, Dương đan sư xin đừng từ chối. Phần tâm ý này thật là quá thực tại đấy. 10 vạn hồng ngọc chính là giá trị 100 vạn hắc ngọc, 1.000 vạn bạch ngọc đấy. Thành chủ đã có lòng rồi, vậy Dương mỗ không khách khí nữa. Trong điện nghị sự của Hư Linh kiếm phái, Dương tiểu tử, chuyến đi xa này có thu hoạch gì không? Đúng là có một việc. Trong chuyến đi này, tiểu tử nhớ lại chuyện lúc nhỏ, từng có một vị cao nhân huyền đan môn dạy ta luyện đan. Cao hâm bằng đó, vậy mà lại muốn ta đem luyện. Vậy mà lại muốn ta đem việc luyện đan báo lên. Chắc hẳn rất nhanh sẽ truyền về Hư Linh kiếm phái, không bằng để ta chủ động báo lên, để bọn họ có thời gian hòa hoãn. Khi 6-7 tuổi, khi đó ngươi cả ngày muốn nghĩ cách nhìn trộm hồng tụ sư thúc của ngươi tắm thôi mà, làm gì có thời gian mà học luyện đan với người khác cơ chứ. Ta lúc còn nhỏ vậy mà lại có việc này. Hơn nữa còn trộm tiết y của ta. Nếu là cao nhân của huyền đan môn, chúng ta không phát hiện ra cũng là bình thường. Chỉ là không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại có thiên phú luyện đan. Sư tôn, lần này hồi tông ta cần lập tức bế quan. Vị cao sư huynh này trước khi rời đi, đừng tặng ta một thập chuyển vô tâm đan thượng phẩm. Đợi khi đệ tử xuất quan là có thể tấn thăng thiên giai rồi. Được. Có tiểu tử ngươi chính là vinh hạnh của Hư Linh kiếm phái ta. Một tháng sau, Dương Khai động phủ. Dương Khai tiểu tử thành rồi, là thiên giai. Xem ra đã đến lúc ta thoái vị nhường chức đi rồi. Tiên tổ có linh, Hư Linh kiếm phái ta cuối cùng cũng có thiên giai rồi. Dương đại nhân chính là hy vọng tấn thăng thiên giai lớn nhất của chúng ta. Không sai. Theo bước của Dương đại nhân sẽ là vinh hạnh đời này của ta. Điện nghị sự của Hư Linh kiếm phái. Lê Chính Khanh, Trang Cư Hòa. Có tỷ chức. Hai người các ngươi đã ở địa giai đỉnh phong bao nhiêu năm rồi? Thưa đại nhân, lão hổ từ khi tấn thăng địa giai đỉnh phong đến nay đã 13 năm rồi. Ta so với Lê huynh tốt hơn một chút, nhưng mà cũng đến 8 năm rồi.
thiên địa có xiềng xích giống như là gò bó người khác, không phá xiềng xích này, cả đời khó mà nhìn đến thiên gia chi bí. Cầm lấy để tu hành, đừng để bản tọa thất vọng. Đây, đây nghĩa nào nà? Thập chuyển vô tâm đan. Không sai, chắc hẳn các ngươi đã biết thân phận thiên đan sư của ta. Hai viên đan dược này chính là do bản tọa luyện chế. Đa tạ đại nhân ban thưởng, lão hủ nhất định sẽ cố gắng hết sức để báo đáp ân tình của đại nhân. Đa tạ đại nhân, từ trước chắc chắn là sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại nhân, để sớm ngày tấn thăng thiên giai, làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Phía trên có người chăm sóc chính là khác biệt. Có một viên đan dược thế này, hai ta sẽ lắm bắt tám thành có thể tấn thăng thiên giai. Chỉ là không biết chúng ta liệu có vinh hạnh có được thập chuyển vô tâm đan do phái chủ đích thân luyện chế hay không. Những người khác không cần phải ngưỡng mộ. Ngày sau có ai cần tấn thăng thiên giai, ta sẽ chuẩn bị trước thập chuyển vô tâm đan cho các người. Dương phái chủ uy võ, Dương phái chủ uy võ. Một tháng sau, Dương Khai động phủ. Đại sư huynh đến rồi à? Ồ, hình như đã cao hơn không ít. Đại sư huynh, ta đã cao lên rồi, đừng có sờ đầu ta như lúc nhỏ vậy. Được được được, lần tới ta sẽ chú ý. Chuyện gì vậy? Ai đã đả thương ngươi vậy? Hồi bẩm đại nhân, đêm qua hư linh kiếm phái bị một thiên giai cường giả xâm nhập. Thân pháp của kẻ đó rất là cao minh, tuy chức không nhìn rõ. Người đến nay cũng là thiên giai rồi, vậy mà lại không nhìn rõ ai đã đả thương người. Tuy chức vô năng, ta đúng là không nhìn rõ. Kẻ này còn ở hư linh kiếm phái ta không? Có lẽ vẫn còn. Sớm hôm nay, Trang sư huynh còn phát hiện tung tích của kẻ đó, nhưng mà rất nhanh liền không thấy nữa. Hay, thú vị lắm. Bên ngoài động phủ của Dương Khai, gặp qua phù chủ, phái chủ, dưới núi có một cường giả thiên giai đến viếng, yêu cầu gặp phái chủ. Là người của Huyền Đan Môn, mau mời hắn đến điện nghị sự. Điện nghị sự. Cao Minh gặp qua Dương Đan Sư, không cần đa lễ, mau đứng lên. Vị này nà. Lúc lên núi ta cảm thấy người này ẩn giấu khí tức, ẩn mình ở trong tối, hành tung quỷ dị. Liền tiện tay bắt cô ta lại đây, còn muốn chạy, chó tốt không cản đường. Khoảng thời gian này là cô tác loạn ở hư linh kiếm phái ta, đã thương thuộc hạ của ta phải không? Phải thì sao? Có bản lĩnh thả lão lương ra đại chiến 300 hiệp với ta. Người con gái này có tu vi gì? Thiên giai lục tầng, chắc cao hơn một chút. Vậy cô lương này đúng thật là xui xẻo. Theo lý mà nói, thiên giai lục tầng ở hư linh kiếm phái có thể nói là sự tồn tại vô địch. Đáng tiếc gặp phải Cao Minh thiên giai đỉnh phong, đúng là đáng thương. Ngươi tên gì, đến từ đâu, có ý gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Lê Chí Khanh, dẫn cô ta xuống đánh 100 roi trước, đánh xong ta lại đến hỏi chuyện. Dạ, thuộc hạ làm việc, phái chủ cứ yên tâm. Sau khi đánh xong 100 roi, đổ thêm một chút nước muối, rượu, hành, gừng, tỏi. Nhìn ra thịt trơn mềm này nhất định là rất ngon. Hoa Dung, ta tên là Hoa Dung, ta đến vì Thanh Hư Kiếm. Cô đến vì nó, đúng vậy. Xem ra mấy người này không hề biết, trong Thanh Hư Kiếm bị phong ấn ba đạo kiếm khí. Nếu người không biết chuyện tùy tiện chạm vào, Thanh Hư Kiếm khí đó không những không đả thương kẻ địch, ngược lại sẽ giết chết người cầm kiếm. Đây là Thanh Hư Kiếm, một trong thập đại thần binh. Đương nhiên không phải Thanh Hư Kiếm thật. Đây là do một vị tổ sư của hư linh kiếm phái ta mô phỏng thần binh chế tạo mà ra, nhiều nhất chỉ là một thanh linh binh mà thôi. Linh binh? Nếu thông tin này truyền ra ngoài, Thanh Hư Kiếm phái đừng hòng yên ổn nữa, đừng nói là thiên giai, chỉ e không ít cường giả linh giai cũng sẽ chạy đến tranh vật này. Thông tin này của người rất là linh thông. Tin tức của người thật là linh thông. Thứ này hư linh kiếm phái ngươi không giữ được, chi bằng giao cho ta, để bổn cô lương thay ngươi giải quyết hậu hoạn, cũng tránh sau này ngươi gặp phải phiền phức. Linh binh không rẻ, nếu Dương Đan Sư không giữ được nó, vậy trên đời này không ai có thể giữ được nó. Ngươi có biết Dương Đan Sư là đệ tử đời thứ 34 của Huyền Đan Môn ta, cũng là một thiên giai đan sư. Ngươi là thiên đan sư sao? Vậy ngươi thì sao, ngươi là ai? Có thể dễ dàng chế phục được ta,
thiết nghĩ tu vi nhất định là thiên giai đỉnh phong. Ta là huyết thị của thiên đan sư Cao Hâm Bằng, Cao Minh. Chả trách người mạnh như vậy, thì ra là huyết thị của huyền đan môn. Bổn lão nhân chịu phận rồi, không ngờ lần này có mắt không trong mạo phạm một vị thiên đan sư. Muốn chém muốn giết tùy người, đừng giày vò ta là được. Đây là do ngươi nói, cô đã thương thuộc hạ của ta, bây giờ ban cho cô cút xuống núi, xem như không nợ nhau nữa. Đại nhân, cứ như vậy thả cô ta đi không có vấn đề gì sao? Người đàn bà đó không có ác ý, chỉ có hứng thú với thanh hư kiếm. Nếu cô ấy không có lòng giết người, vậy thì đừng trừng phạt, vậy thì trừng phạt nhỏ là được. Chóng mặt quá, chóng mặt quá. Ê, lần này cao hộ vệ đến hư linh kiếm phái ta, có phải cao sư huynh có dặn dò gì không? Cao đại nhân bảo ta đón Dương đại sư đến huyền đan môn một chuyến. Đại nhân nói Dương đại sư cũng là mạch huyền đan môn, theo lý nên nhận tổ quy tông. Ngoài ra, các trưởng lão của huyền đan môn hình như còn vài chuyện muốn hỏi người. Thôi xong, nhận tổ quy tông. Sư phụ đó, ta là vì lừa cao kim bồng tùy tiện bịa ra. Nếu các trưởng lão của huyền đan môn phát hiện, ta còn có thể sống sót mà trở về sau. Nếu là lời dặn của cao sư huynh, vậy ta đương nhiên là phải tuân theo. Nhưng chuyến này nếu có thể thâm nhập vào nội bộ của huyền đan môn, có lẽ có cơ hội lấy được đan phương của bách chuyển vô tâm đan. Trên đường lên núi, đi. Nại nà cô theo đến đây làm gì? Thiên đan sư, người tuyển hộ vệ hay không? Suy nghĩ tôi đi, tôi là thiên gia lục tầng rất mạnh đó. Lắm mơ. Dương đan sư làm rất đúng. Loại người la địch bất minh này tốt nhất đừng tùy tiện tiếp lạp. Nếu Dương đan sư cần hộ vệ, sau khi đến tông môn có thể ở đến huyết thị doanh chọn người. Trong huyết thụy doanh, có hộ vệ linh giai hay không? Không có, nhưng hộ vệ bên cạnh trưởng lão tông môn cơ bản đều là linh giai. Mấy chuyện này, chờ Dương đan sư đến huyền đan môn sẽ hiểu. Vì đan phương của bách chuyển vô tâm đan có thể đột phá hạn chế của linh giai. Hang hổ này ta nhất định phải vào. Nửa tháng sau, cửa thành huyền đan thành. Sức mạnh phi hành ngự không tiêu hao linh lực rất lớn. Có thể bay đi bay lại mà không cố kỵ gì như này thì bình thường đều là cường giả linh giai. Cao huynh, những người này đều từ huyền đan môn ở trên núi xuống hay sao? Không sai, trong tông môn xây dựng một vấn đan các, những người này đều đến để xin đan. Sau này, Dương đan sư có tư cách luyện đan của mình cũng có thể treo biển ở đó. Phái dược đồng của mình canh giữ. Nếu như có người muốn cầu xin ngươi luyện đan, thì tự sẽ đem đồ đưa cho dược đồng của người. Cũng hơi thú vị đấy. Cao huynh, nơi này tốt xấu gì cũng là dưới chân núi của huyền đan môn, sao lại có người tranh đấu ở đây? Nơi này là quy y đài. Đan sư tông môn ngoại trừ huyết thị mà tông môn điều phối cho thì còn có thể chiêu mộ hộ vệ ở đây. Mà phương thức chiêu mộ chính là để cho người báo danh đấu với nhau, quyết ra người đứng đầu. Thì ra là vậy. Nghênh khách phong, nghênh khách điện. Sư đệ, bên trên là đã truyền chỉ lệnh. Trước khi ngươi gia nhập tông môn, cần tham gia buổi khảo nghiệm ngày mai, xem ngươi có phải là truyền thừa của luyện đan thuật của huyền đan môn chúng ta hay không. Không biết nội dung khảo nghiệm là gì? Sư đệ đừng lo lắng. Nội dung khảo nghiệm chính là luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Những người ở trên cũng sẽ đích thân quan sát. Như thế thì tốt. Chỉ là luyện chế thập chuyển vô tâm đan thì cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu như muốn hỏi tin tức về sư phụ mà ta bịa ra thì hơi rắc rối. Ta tin năng lực của Dương sư đệ. Đây là bản đồ đến vấn đan các. Nếu sư đệ rảnh rỗi thì có thể đi quan sát. Đa tạ cao sư huynh. Vấn đan các này cũng lớn thật, đã lượn cả ngày rồi. Sao ngươi lại theo chứ? Đương nhiên là xin ngươi nhận ta làm hộ vệ rồi, ta đánh nhau lợi hại lắm đó. Có ta ở đây, không ai dám bắt lạt ngươi. Ta không cần, ngươi vẫn nên từ đâu đến thì về lại đó đi. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ một mực chờ ngươi ở đây. Ngày thứ hai. Tôn giáo nào? Ta là huyết thị thân cận của môn chủ, phụ mệnh đến đón người, xin đi theo ta. Làm phiền rồi.
môn chủ còn phái cả huyết thị bên dưới đến đây. Xem ra huyền đan môn rất coi trọng chuyện này. Dương Khai đã chuẩn bị xong lò luyện đan, nơi này có thể dẫn địa hỏa. Mời dùng dược liệu ở trên giá để luyện chế một lò thập chuyển vô tâm đan. Luyện chế thập chuyển vô tâm đan, đơn thuần thì không cần dùng dược liệu, không cần dùng nhiều dược liệu như vậy. Bày ở đây hiển nhiên cũng là một loại khảo nghiệm. Có điều ta đã thuộc lòng phương thuốc rồi, những thứ này không làm khó được ta. Điện bên cạnh. Phương diện dược liệu thì không vấn đề gì, quả thực là ghi chép phương thuốc của huyền đan môn ta. Chính là không biết thủ pháp luyện đan và những chi tiết khác có vấn đề gì không. Tiểu Cao, ngươi chắc chắn là tiểu tử này, lúc luyện tập thập chuyển vô tâm đan thì là tu vi địa giai. Hồ nhị trưởng lão, điều này chính mắt đệ tử nhìn thấy, tuyệt đối không thể nào sai được. Nếu là tiểu cao thì còn có thể tin được, nếu là thật thì quả thực là một mầm non tốt. Tiểu cao, đã thăm dò rõ ràng lai lịch thân thế của Dương Khai hay chưa? Thăm dò rõ rồi. Dương sư đệ này hình như là một cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở Hư Linh kiếm phái, bây giờ chưa quá 18 tuổi. Thiên đan sư 18 tuổi, thêm tu vi thiên giai. Tư chất như này quả thực là hiếm gặp. Đâu chỉ hiếm gặp, quả thực là vạn người cũng không có một người. Lão phu năm đó, lúc tấn thăng thiên đan sư đã 50 tuổi rồi. Thủ pháp lúc ngưng đan của tiểu tử này cũng hơi đặc biệt. Ngươi cũng biết tính cách của tiểu tử này, thích nhất là nghiên cứu những thứ hiếm có kỳ quái. Đúng vậy, thủ pháp ngưng đan chắc là do tiểu tử này đã nghiên cứu ra lúc rời khỏi tông môn. Chắc cũng chỉ có cách giải thích này mà thôi. Luyện thành 3 viên, 1 viên trung phẩm, 2 viên hạ phẩm. Xin tiền bối kiểm tra. Người nói lần trước lúc hắn luyện chế thập chuyển vô tâm đan thì luyện thành công bao nhiêu viên, phẩm chất như nào? Lần trước lúc cọ sát với Dương sư đệ, hắn luyện thành 1 viên đan, phẩm chất là hạ phẩm. Thời gian 2 tháng lại có thể tiến bộ này thì quả thật là tài năng xuất chúng. Tính cách của tên đó cũng chả ra sao, mà mắt nhìn cũng không tệ, lại tìm được đệ tử giỏi như vậy. Cơ bản có thể chắc chắn hắn là truyền thừa của huyền đan môn ta. Chúc mừng Dương sư đệ đã qua cửa ải thành công. Từ ngày hôm nay ta chính thức trở thành đan sư của huyền đan môn rồi. Tỏa Nguyệt Phong cao hâm bằng động phủ. Sư đệ, một tháng sau ngươi cũng phải giống như là thiên đan sư khác, đến vấn đan các treo thẻ luyện đan rồi. Không biết ta phải chuẩn bị những gì? Nếu như muốn treo bài luyện đan, vậy thì phải có dược đồng tọa phủ. Sư đệ có dược đồng hay không? Ta lúc trước ở Hư Linh kiếm phái từng dạy cho 3 vị đệ tử sư muội luyện đan, bọn họ cũng có chút thiên phú về luyện đan. Vậy thì dễ rồi, đến lúc đó ngươi trực tiếp để bọn họ qua đây là được. Ngoài dược đồng ra, sư đệ đòn độc, sư đệ cần phải giải quyết đan nô và đan hỏa. Sư đệ có lẽ còn chưa có đan nô và đan hỏa của mình nhỉ? Đan nô thì có một cái, nhưng mà chẳng đáng là gì hết. Đây chính là ngũ long đỉnh. Sư đệ nếu không có đan nô thích hợp, có thể lấy vật này để dùng trước đi. Vậy thì đã tạo ý tốt của sư huynh. Còn về đan hỏa kia, sư đệ có thể đến thánh hỏa đường để lấy. Sư môn đến như đan hỏa cũng phân phát hay sao? Huyền đan môn ta truyền thừa đã lâu, đan hỏa tự nhiên số lượng không ít. Nhưng của thánh hỏa đường chuyên môn phụ trách việc này, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, đan hỏa ở bên đó không phải có 1.000 cũng là 800. Đợi đến ngày mai, ta đích thân dẫn Dương sư đệ đến thánh hỏa đường. Được, đa tạ cao sư huynh. Dương Khai động phủ trong viện nạc. Bái kiến Dương đan sư. Tiểu nhân là dược đồng của đại cao đại nhân. Người ở bên này có việc gì, cao sư huynh đâu? Cao đại nhân để ta chuyển lời đến Dương đan sư, ngài ấy nhận được lệnh của tông môn phải đi xa, cho nên không cách nào cùng đến thánh hỏa đường. Đây là địa đồ đến thánh hỏa đường, Dương đan sư mời tự nhiên. Được, ta biết rồi. Thánh hỏa đường, vị này có lẽ là Dương đan sư nhỉ? Ta là thánh hỏa đường phó đường chủ Võ Chính Kỳ. Chính là võ phó đường chủ, thất lễ, thất lễ. Dương đan sư chuyến này đến là lấy đan hỏa hay sao? Phía trên sớm đã hạ chỉ lệnh, ta đã đợi hồi lâu rồi. Ta là lần đầu tiên đến thánh hỏa đường, không biết cần chuẩn bị những gì. Không cần chuẩn bị gì hết, Dương đan sư chỉ cần tiến vào thánh hỏa đường, thánh hỏa quật,
cảm nhận xung quanh, những đan hỏa đó sẽ tự nhận chủ. Nghe nói người có thiên tư càng xuất sắc thì đan hỏa thu được sẽ càng nhiều. Đan hỏa vậy mà cũng phân đẳng cấp, đó là tự nhiên. Đan hỏa cũng giống như là võ giả chúng ta, cũng phân nhân, địa, thiên, linh, tứ đại tầng cấp. Hỏa chủng đẳng cấp cao sẽ chủ động thôn phệ hỏa chủng đẳng cấp thấp, từ đó đề thăng phẩm giai của bản thân. Nghe ý của phó đường chủ, trong thánh hỏa quật kia cũng có linh giai đan hỏa. Có chứ, nhưng mà ta không kiến nghị Dương đan sư thu linh giai đan hỏa. Hỏa đó uy lực quá lớn, thực lực không đủ rất có thể sẽ khiến làm tổn thương chính mình. Nếu như vậy có linh hỏa, vậy chẳng phải những đẳng cấp khác sẽ không có đan hỏa cao cấp để thôn phệ hay sao? Yên tâm, tất cả linh hỏa đều bị trồng cấm chế, chỉ cần còn ở trong thánh hỏa quật sẽ không thôn phệ lẫn nhau. Thời gian không còn sớm nữa, Dương đan sư mau vào thánh hỏa quật lựa chọn đan hỏa đi. Thánh hỏa quật chẳng có gì hết cả, xem ra là cần thần niệm cảm nhận rồi. Lẽ nào thứ này chính là đan hỏa của thánh hỏa quật? Xem ra phẩm giai của đan hỏa chính là do cao độ cường nhiệt phân biệt. Những thứ sáng hơn này có lẽ chính là linh hỏa nhỉ? Ấy, sao lại đột nhiên vây qua vậy? Phó đường chủ từng nói, càng là người có tư chất xuất sắc, ở trong thánh hỏa quật sẽ thu hút được hỏa đan càng tốt hơn. Chắc chắn đây chính là biểu hiện đan hỏa tìm kiếm lương chủ rồi. Ta nếu đã đến thánh hỏa quật, tự nhiên là phải thu cái tốt nhất. Đan hỏa này mang đến cho người ta cảm nhận rất là ôn hòa. Tìm được rồi, là linh hỏa. Người là của ta rồi. Chuyện gì vậy, sao lại chạy hết vậy? Chuyện gì vậy chứ? Nhìn dáng vẻ của thiên hỏa kia, hình như bị thứ gì đó gò bó. Xem ra nó cũng muốn chạy, chỉ là chạy không được. Đây là nhân hỏa, sao nó lại không chạy? Hơn nữa, cảm giác ngọn lửa xung quanh rất sợ hãi nó thì phải. Đùa gì vậy hả? Ta dù gì cũng là thiên đan sư, có thế nào cũng không thể nào thu nhân hỏa được. Ta Võ Chính Kỳ không phải nói đan hỏa ở trong thánh hỏa quật này đều không thể thôn phệ lẫn nhau hay sao? Nhưng mà nhân hỏa sao có thể thôn phệ thiên hỏa được? Ba ngày sau, viện lạc của Dương Khai, cảm giác thế nào? Vô lậu bá thể quyết dùng vẫn thỏa đáng đấy chứ? Cảm giác rất tốt, đặc biệt muốn tìm người để đánh một trận. Yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ có cơ hội thôi. Thánh hỏa quật. Ai, là ai làm hỏng đại sự của ta, báo danh lên đây. Thiên hỏa bị thôn phệ kia nhất định là mục tiêu của vị đan sư nào đó. Nếu như bị hiểu lầm, có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa hết tội. Tốt, tốt lắm, trừ phi ngươi ở lì trong thánh hỏa quật vĩnh viễn không ra ngoài. Nếu không, ngụy mỗ nhất định là sẽ cho ngươi biết tay. Xem ra là đi rồi. Đều trách ngươi, không việc gì thì ăn linh tinh gì chứ. Tình hình hiện giờ, không cần biết ta có nguyện ý hay không, cũng chỉ có thể lấy phần bạch hỏa trước mắt này thôi. Được thôi, cuối cùng ngươi cũng ra đây rồi. Dương đan sư, ngụy đan sư nói hắn đang hấp thu đan hỏa, bị ngươi quấy nhiễu, dẫn đến cuối cùng uổng công vô ích. Việc này ta thật sự không biết. Võ phục đường chủ, không bằng hỏi những đan sư khác tiến vào thánh hỏa quật. Ngươi bớt giả ngu đi. Vừa rồi trong thánh hỏa quật, ngoại trừ ta thì chỉ có ngươi thôi. Làm gì có đan sư nào? Vậy thì đã sao? Việc này cũng không thể nào chứng minh ta đã dở trò. Lẽ nào ngươi đích thân nhìn thấy hay sao? Cứ cho ngươi không làm gì, việc này chắc chắn là cũng liên quan đến ngươi. Ngươi và ta so tài một trận, nếu là ngươi thắng, ân oán hôm nay coi như xóa bỏ. Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thì ta lại sợ ngươi chắc. Được. Ba ngày sau, gặp ở đấu pháp trường gì chứ? Hắn không phải là muốn đánh nhau với ta sao? Chẳng biết gì còn dám tiếp nhận thách thức hay sao? Dương đan sư mới đến đây nên không biết, cọ sát giữa các đan sư không phải là đánh đấu, mà là tỉ thí ba trận trên đấu pháp trường. Hai trận trước do hộ vệ thượng trận, nếu như không thể nào phân thắng thua, lại do đan sư lên tỉ thí luyện đan. Nhưng mà Dương đan sư hiện giờ chưa có huyết thị.
Mà đến nay huyết thệ trong huyết thệ doanh tu vi cũng không cao, trận đấu pháp này sợ là nguy rồi. Hảo gia hỏa, ta chẳng phải chắc chắn sẽ thua hay sao? Cũng xui xẻo quá rồi đấy. Vân Đan Các, Vân Đan Các. Nữ nhân hoa dung này quả nhiên là không đáng tin. Lúc không cần cô ta thì đâu đâu cũng thấy, lúc cần thì chẳng thấy đâu. Dương Đan Sư, ngươi đang tìm ta sao? Là nghĩ thông rồi hả? Là muốn thu ta làm hộ vệ hay sao? Đừng lại gần như vậy, muốn ta thu cô làm hộ vệ cũng được. Nhưng mà có một khảo nghiệm. Ngươi nói xem, chỉ cần là việc ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Ta muốn cô đến Hư Linh Kiếm Phái một chuyến, giúp ta đem ba vị sư đệ sư muội đón đến đây. Dương Đan Sư cũng coi nhẹ ta quá đấy. Đừng nói là đón ba người, cho dù là đem cả Hư Linh Kiếm Phái đón đến đây cũng không vấn đề. Được được, cô lợi hại mau đi đi. Một tháng sau, ta phải đến Vân Đan Các để treo thẻ luyện đan. Nếu không có dược đồng giúp đỡ, chắc chắn là sẽ phân tâm. Dương Đan Sư đợi tin tốt của ta đi. Dương Khai động phủ. Dương Khôi, ngươi có biết thị huyết danh nhiều như vậy, vì sao ta lại chọn ngươi ra không? Tùy chức không biết, đại nhân tự có suy xét. Ta ở huyết thị doanh đợi mấy năm, võ giả cùng kỳ sớm đã tấn thăng thiên gia lục thất tầng, bị thiên đan sư khác chọn đi, mà ta vẫn là thiên gia nhị tầng, thật sự là hổ thẹn. Ngươi không cần tự ti, tu vi của ngươi dừng lại không thể nào tiến lên, là bởi vì bộ công pháp kia của huyết thị doanh không thích hợp với ngươi. Bộ vô lậu bá thể quyết này ngươi cứ cầm đi, ba ngày sau theo ta tham gia thi đấu pháp. Đa tạ đại nhân. Tỳ chức nguyện chết vì đại nhân. Đấu pháp đài Dương Đan Sư, ngươi chỉ dẫn theo một hộ vệ đến đây, sao có thể tỉ thí được chứ? Quy tắc là người thắng hai trận sẽ thắng, không nói phải dẫn mấy hộ vệ nhỉ? Nói thì là như vậy, nhưng Dương Đan Sư cũng coi thường Ngụy Mỗ quá rồi đấy. Hộ vệ ngươi dẫn ra từ huyết thị doanh chẳng qua chỉ là thiên gia nhị tầng. Hai vị bên cạnh ta, thấp nhất cũng là thiên giai lục tầng, hắn không thể nào là đối thủ. Có phải đối thủ hay không, đánh nào biết ngay. Dương Đan Sư, nếu ngươi có thể bồi lễ xin lỗi Ngụy Mỗ, việc lúc trước Ngụy Mỗ coi như là chưa xảy ra, cũng miễn cho Dương Đan Sư đợi lát nữa bị mất mặt. Có sự tự tin là việc tốt, tự tin quá mức chính là tự đại đấy. Dương Đan Sư nếu như đã không để mặt, vậy đừng trách người làm sư huynh như ta lấy lớn bắt lạt nhỏ. Ta thật muốn xem thử, hai người các ngươi sao có thể thắng được ba người chúng ta. Không còn việc gì nữa, thì bắt đầu đi. Nhưng mà trước khi thi đấu, chúng ta có phải nên tăng một chút sức hấp dẫn hay không? Nếu không chỉ có sát như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thú vị, ngươi muốn tăng thêm thú vị gì? Một thanh linh bình. Nếu biết sức hút này có đủ hay không? Đấu pháp đài, một thanh linh bình, không biết có đủ sức hút hay không? Linh bình, đây chính là linh bình sao? Linh bình, thật hay giả vậy? Có phải linh bình hay không? Phó đường chủ kiểm nghiệm là biết. Đúng thật là linh bình, không sai. Dương Đan Sư, ngươi xác định muốn lấy linh bình này để gia tăng sức hút cho đấu pháp. Vật này rất là quý giá đấy. Gần đây có hơi kẹt, ta ngoại trừ vật này ra thì đúng là không còn thứ gì khác đáng giá nữa. Đến linh binh cũng lấy ra làm cá cược được, đây chẳng phải là quá mức tự tin rồi sao? Hơn nữa căn bản không coi ta ra gì hết. Mặc dù ta cũng rất muốn đem linh binh thu vào trong túi, nhưng đáng tiếc Ngụy Mỗ không có thứ thích hợp để đặt cược. Thứ như hồng ngọc, Ngụy Đan Sư cũng nên có chứ nhỉ? Có thể có 30 vạn, nhiều hơn thì không có. Thành. Ngụy Đan Sư đó chính là lấy 30 vạn hồng ngọc làm vật cược, không vấn đề gì chứ? Chắc không phải là Dương Khai vì muốn bồi lỗi với ta mà tìm cớ cho mình đấy chứ? Đúng là bại gia tử mà. Một kiện linh binh cho dù là hồng ngọc có thể đổi được sao? Được rồi, Ngụy Mỗ chính là lấy ra 30 vạn hồng ngọc làm vật cược. Mời phó đường chủ làm chứng kiến. Có thể. Dương Đan Sư, huyết thị của ngươi tu vi quá thấp, không phải đối thủ đâu. Dương Khôi và hộ vệ đó khoảng cách tứ tầng tiểu tầng cấp. Ước, cách tứ tiểu tầng cấp đúng là không phải đối thủ. Nhưng đặc sắc quá chính là thế này. Chưa đến 10 nhịp, Dương Hòe đã bị đánh trúng mấy lần.
nhưng lần nào hắn cũng có thể đứng vững một cách thần kỳ. Phải đó, trông như là huyết thị ngụy thành chiến thương phòng, nhưng mãi không đánh bại được Dương Hòe. Sự kiên trì và nghị lực này đúng thật là khiến người ta bất ngờ. Huyết thị của ngụy thành vậy mà lại bị bức lui về sau. Cái này, tốc độ và lực đạo ra tay của Dương Hòe hình như đang từ từ nhanh hơn, mạnh hơn. Lắm được rồi, ngã xuống cho ta. Ngươi trúng kế rồi, đừng hòng. Hắn đã ngất đi rồi là chúng ta thắng rồi. Trận đầu tiên ngụy đan sư thắng. Thuộc hạ làm việc bất lợi khiến đại nhân thất vọng rồi. Không sao, khoảng cách tu vi ở đó, ngươi có thể làm được thế này đã là rất tốt rồi. Trận thứ hai, Dương đan sư muốn phái ai ra trận? Đại nhân, thuộc hạ thỉnh chiến. Chiến gì mà chiến? Dáng vẻ này của ngươi có thể đứng vững hay không còn là vấn đề. Nạ đánh một trận sẽ bị ngươi đánh chết đấy. Nguyện chết vì đại nhân. Xuống dưới đi, ta dẫn ngươi ra khỏi huyết thị doanh không phải để ngươi đi chết đâu. Trận chiến này ta tự mình nên. Dương đan sư, ngươi là tu vi gì vậy? Thiên giai tam tầng. Ơi, Dương đan sư nhất định là phải cẩn thận. Ngụy đan sư, mời phái người xuất chiến. Nhớ đừng làm hại tính mạng hắn. Hắn dù gì cũng là thiên đan sư. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta cũng không bảo vệ được người. Đại nhân yên tâm, ta tự cố giới hạn. Xin Dương đan sư chỉ giáo. Hai ta thử xem. Thần thủ nhanh quá. Dương đan sư đó không chỉ là thiên giai tam tầng hay sao, vậy mà lại một trưởng đem huyết thị thiên giai thất tầng đánh xuống đấu pháp đài. Trận thứ hai, Dương đan sư thắng. Phế vật. Ta nói ngươi làm sao vậy? Ta không biết nữa. Hắn nói cái gì mà muốn thử với ta? Ta nói có thể. Trời, ta vừa nói. Liền bộp một cái đứng lên rất nhanh, sau đó tiến lên chính là tay đấm chân đá. Ta đều phòng hết. Sau khi tránh được hết, tự nhiên là dừng đúng lúc thôi. Sau đó thì dừng ở bước đó. Kỳ lạ, uy lực của một quyền vừa rồi hình như có uy năng thiên giai đỉnh phong. Đại đấu pháp. Hai trận võ đấu, hai vị mỗi người thắng một trận lay hòa nhau. Trận cuối cùng này giao cho hai vị tự bàn. Ngụy đan sư, ta mới đến không rõ quy tắc của tông môn. Đấu luyện đan phí quá nhiều thời gian, chi bằng chúng ta thi thí luyện dược dịch. Chúng ta dùng cùng một loại thuốc, xem thử trong thời gian ngắn nhất, dược dịch ai tu luyện ra có nồng độ cao hơn thế nào. Nghe lời của Ngụy đan sư, đây là hai cây hoa tinh tú, hôm nay chúng ta không dùng đan nở, chỉ được dùng đan hỏa của mình, túy luyện dược dịch. Hoa tinh tú, trong số dược liệu thiên giai, hoa tinh tú là loại khó luyện nhất. Đừng nói là thiên đan sư, nghe nói mấy vị linh đan sư, hội trưởng não nhiều nhất cũng chỉ có thể túy luyện ra 9 phần. Nhưng điều này lại có thể nhìn ra được nền tảng của một vị đan sư. Thú vị, thú vị. Ta nghiên cứu việc túy luyện hoa tinh tú đã lâu. Tân thủ mới vừa tông môn này, vừa vào tông môn này, tuyệt đối không thể nào thắng ta được. Vòng thứ 3, quyết đấu đan sư, bây giờ bắt đầu. Ta không nhìn lầm đấy chứ, Dương đan sư đó dùng chân hỏa. Lấy nhân hỏa so với thiên hỏa, chẳng phải là thua chắc rồi sao? Đúng vậy, chính là nhân hỏa, kỳ lạ. Đan hỏa của một thiên đan sư, sao lại là nhân hỏa nhỉ? Dương đan sư, hoa tinh tú là dược liệu thiên giai, nhân hỏa vốn không có tác dụng với nó. Ngươi đây là đến làm mất mặt hay sao? Nhân hỏa thì sao? Thiên hỏa thì sao? Đan sư mới là gốc của mọi thứ. Đây sao có thể chứ? Nhân hỏa có thể luyện hóa dược liệu thiên giai, chuyện này chưa từng nghe qua. Không, uy lực của khối nhân hỏa này không chỉ có vậy. Ta vốn không dùng bao nhiêu sức, đã túy luyện ra được dược dịch của hoa tinh tú. Bạch hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Ta không thể nào thua, nếu thua một tên nhóc vừa nhập môn, vậy sau này làm gì còn mặt mũi ra ngoài gặp người? Thật kỳ lạ, chờ đấu pháp kết thúc, ta phải lập tức đem chuyện này báo lại cho hội trưởng não. Nửa canh giờ sau, hoa tinh tú luyện thành rồi. Dược dịch của hoa tinh tú hôm nay ta túy luyện được, ít nhất cũng có 7 phần. Đã là rất hiếm. Hơm, nhân hỏa chính là nhân hỏa. Cho dù có thể túy luyện thành công, nhất định cũng chỉ là loại hàng tam phẩm. Võ mẫu là một người thô. Thứ trên đan đạo ta không hiểu.
màu sắc của hai phần dược dịch này như thế nào, hai vị tự đánh giá đi. Đây đây nè, trận này Ngụy Mỗ thua rồi. Trận đấu pháp hôm nay Dương Đan Sư thắng. 30 vạn hồng ngọc đó, lát nữa sẽ bảo người đem đến phủ của Dương Đan Sư cáo từ. Ngụy Đan Sư nhường rồi. Nửa tháng sau, điện tiếp khách. Đại nhân, ba vị tiểu sư muội sư đệ đó của người ta đã sắp xếp họ ở trong phòng khách rồi. Ta nhanh hay không, nhanh không? Nhanh, cô làm rất tốt. Ý đại nhân, cái tên vừa dữ vừa xấu như con gấu ở phía sau là ai vậy? Vô đệ, Dương Hòe ta là người dẫn ra từ trong trại huyết thị, sau này các ngươi phải làm việc với nhau. Đại nhân, người có tôi còn chưa đủ sao, tại sao còn phải tìm người khác? Dường như vậy, khiến tôi rất là đau lòng. Uổng công tôi vì đại nhân bôn ba hơn nửa tháng, đại nhân người đối xử với tôi như vậy sao? Nửa tháng sau, trong vấn đan các, trời chưa sáng ta đã chờ ở đây. Thấy cái bàn này không ai xếp hàng, còn tưởng là mình may mắn. Chờ ta đem đổ thù lao lộp lên mới phát hiện, Dương Đan Sư chỉ mới 18 tuổi. Cậu ta trẻ như vậy, sao có thể luyện được thập chuyển vô tâm đan? Không được. Ta lấy ra hết toàn bộ tài sản của mình, ta phải lấy lại thù lao của mình. Gặp qua hai vị tiểu tiên sinh. Thì ra là tiên sinh sáng nay đến cầu đàn, dám hỏi tiên sinh có việc gì? Tiên sinh đến thật đúng lúc, thập chuyển vô tâm đan người cần đã luyện chế xong. Luyện xong, phải đó, tiên sinh có thể kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì, phiền ngài theo Cảnh An sư huynh đến chỗ chấp sự đăng ký. Vị sư huynh này thật là may mắn, đại sư huynh lần này luyện ra một viên thập chuyển vô tâm đan thượng phẩm. Thập chuyển vô tâm đan thượng phẩm. Trong vấn đan các, Dương Đan Sư vừa đến đã luyện ra thượng phẩm thập chuyển vô tâm đan. Tôi ra 50 vạn hồng ngọc, cầu Dương Đan Sư ban đan. Tôi ra 100 vạn, nhận của tôi trước. Ai, các người đừng chen, từng người một. Huyền Đan Môn trưởng lão các. Đại trưởng lão, ta phát hiện một thứ rất thú vị, người mau xem. Là ghi chép của vấn đan các. Đây, dù trưởng lão xác định không ghi nhầm đấy chứ. Xác định qua rồi, Dương Khai người này từ sau khi treo bài luyện đan, trong 3 tháng, luyện thế thập chuyển vô tâm đan chưa một lần thất bại, và lại phẩm chất toàn bộ đều trên trung phẩm. Đại trưởng lão nhìn kỹ lại số lượng luyện đan tháng này của hắn, đối chiếu một chút sẽ phát hiện ra nhiều hơn. Tốc độ luyện đan của tiểu tử này cũng nhanh quá rồi. Đúng vậy, mỗi ngày đều có 7-8 người từ chỗ của tiểu tử Dương Khai lấy được thập chuyển vô tâm đan. 7-8 người này ít phải luyện chế 3 lò đan dược, nhưng cho dù là đám lão già chúng ta, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế 2 lò. Ta suy đoán người này có tâm đắc riêng trong việc luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Nếu để hắn mở rộng thủ đoạn luyện đan ở trong Huyền Đan Môn ta, vậy đan sư của Huyền Đan Môn ta nhất định sẽ tiến bộ lớn rất lớn. Không được, nói sao cũng là tâm đắc của người khác, chúng ta ép hắn như vậy, về tình về lý đều không được. Chuyện này có gì chứ? Hắn vốn là đệ tử ở trong môn, cống hiến một chút cũng là lẽ thường. Chuyện này quan hệ không nhỏ, thực lực cụ thể của tiểu tử đó cần môn chủ chính mắt chứng kiến, do môn chủ định đoạt. Đệ tử Dương Khai gặp qua môn chủ, gặp qua hai vị trưởng lão. Hôm nay bảo cậu đến là muốn xem thử khoảng thời gian này kỹ nghệ luyện đan của cậu tiến bộ đến đâu. Dược liệu và đan nư đều đã chuẩn bị xong rồi. Đan nư này lúc trẻ môn chủ từng dùng qua, cậu cứ việc yên tâm sử dụng, dốc hết sức luyện chế, đừng có gánh nặng gì. Dạ, đệ tử nhất định không phụ lòng kỳ vọng của môn chủ và hai vị trưởng lão. Nếu ta dốc hết sức luyện chế, chẳng phải sẽ dọa các người chết khiếp hay sao? Sao tiểu tử này dùng nhân hỏa? Chờ đã, để hắn làm. Môn chủ đây nè, nhớ đến truyền thuyết ghi trong sách. Sau mấy canh giờ, bấm môn chủ và hai vị trưởng lão, đệ tử luyện chế hoàn tất, xin mời kiểm tra. Thời gian luyện đan là bao lâu? Chưa đến 3 canh giờ. Thành tích như vậy đã vượt qua Huyền Đan Môn, không, vượt qua ghi chép luyện chế của cả thần binh giới. Sao có thể? 2 viên thượng phẩm, 3 viên trung phẩm. Kỹ nghệ của hắn rất thần. Dương tiểu tử mau nói ta biết,
cậu làm sao làm được? Xem ra phải lấy sư phụ giả đó của ta ra dùng rồi. Chuyện là trong một đêm lúc đệ tử mơ màng, nghe thấy một âm thanh đặc biệt đang truyền thụ bí phương luyện đan cho ta. Ta nghĩ đó chính là sư phụ trong ký ức của ta đang dạy dỗ ta. Không thể nào, sư tôn đó của cậu tuy là thiên tài, nhưng bất luận thế nào cũng không thể nào làm đến bước này. Tiêu rồi, có phải mình giả vờ hơi quá bị nộ rồi không? Nhưng âm thanh kỳ lạ mà cậu nghe thấy, bổn môn chủ biết là ai? Môn chủ ý người là? Chỉ có khả năng đó. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ âm thanh mình tùy tiện bịa ra cũng có thật? Chuyện này cũng trùng hợp quá rồi. Dương tiểu tử, còn một chuyện, ta cần cậu nghiệm chứng. Cậu hiện đan hỏa của cậu ra. Đan hỏa của môn chủ rất là sặc sỡ, chắc chắn là linh hỏa. Chỉ là ông ấy muốn xem nhân hỏa của ta làm gì. Quả nhiên là nó. Môn chủ này cũng không nói. Ta biết nhân hỏa đó rốt cuộc là vật gì, ngược lại dẫn ta đến đây. Ông ta có ý gì? Đây là cấm địa của huyền đan môn ta. Cậu có cảm nhận được gì hay không? Bẩm môn chủ, không có cảm giác gì. Không sao, chúng ta đi tiếp. Khí tức này là thần binh. Đây nè. Môn chủ, ta chóng mặt quá. Thật khó tin. Môn chủ, cậu không nhớ mình đã từng làm gì sao? Ta chỉ nhớ nhúc lẫy, trong đầu có một âm thanh vang lên, hình như có ai đó đang nói chuyện với ta. Ta sợ quên nên vội vã ghi nó lại. Đây là một đoạn đan phương. Cậu có biết là đan phương của đan dược gì không? Chắc là một loại đan phương tên là nhân nguyên đan. Sau khi luyện chế ra có tác dụng cực lớn đối với tu vi của võ giả nhân giai. Kỳ lạ, sao ta lại biết những thứ này? Ta chưa từng học qua đan phương nhân nguyên đan gì cả. Bình tĩnh, đây không phải là chuyện xấu mà là chuyện tốt. Dương tiểu tử, cậu nghĩ kỹ. Tiếng nói chuyện mà lúc nãy cậu nghe thấy, có phải từng nghe thấy ở đâu đó không? Để ta nghĩ thử. Ta nhớ ra rồi, âm thanh này gần giống với âm thanh ta từng nghe thấy ở trong tỏa nguyệt phòng. Vậy là đúng rồi. Tất cả những âm thanh mà cậu nghe thấy đều đến từ nó. Một trong thập đại thần binh, Dược Vương Đỉnh. Đại đạo diệu âm của Dược Vương Đỉnh này, thỉnh thoảng lão phu có thể nghe thấy, nhưng cũng không có thu hoạch như cậu. Là sao vậy, con khỉ? Cái gì mà đại đạo diệu âm? Cái gì mà minh minh giáo hối? Đó đều là do ta diễn ra. Cậu vừa đến đây đã nhận được sự truyền thụ của Dược Vương Đỉnh, nhận được đan phương nhân nguyên đan. Nếu có thể ở đây thời gian dài, chỉ e thu hoạch sẽ lớn hơn. Không được đâu môn chủ. Đầu của ta bắt đầu đau rồi, chỉ e không thể ở lại nơi này lâu. Đùa gì chứ, ở đây mãi ta làm sao tu luyện. Hơn nữa đan phương của nhân nguyên đan đó, chẳng qua là ta mượn đan phương ở thế giới bên ngoài, tùy ý sửa đổi mà thôi. Phải, là não hủ quá vội vã. Loại thần vật như là Dược Vương Đỉnh, quả thật không phải là tu vi như cậu có thể tiếp xúc với thời gian dài. Lệnh bài trưởng não này cậu cầm lấy, có nó thì cậu có thể tự do ra vào cấm địa. Sau này nếu có thu hoạch đan phương gì, thì soạn ra giao cho lão phù. Còn nữa, mỗi thu hoạch ở đây của cậu, lão phù đều sẽ bảo bên công tào điện đưa ra đánh giá, cho cậu điểm cống hiến tương ứng. Nhất định không để cậu làm không. Đa tạ môn chủ hậu ái. Tốt quá rồi. Đan phương của bách chuyển vô tâm đan này chính là dùng điểm cống hiến để đổi ra. Như vậy thì ta không cần lo điểm cống hiến không đủ dùng nữa. Mấy hôm sau, lần trước có bách Ni Vân Tang ở đây, thật sự không tiện thử quá nhiều. Hôm nay đương nhiên là phải nghiên cứu thực hư của Dược Vương Đỉnh này. Không ổn, Dược Vương Đỉnh hình như đang theo bản năng loại trừ sự tiếp xúc của người ngoài. Lần này thăm dò cũng không có khả năng. Định trong Dược Vương Đỉnh này đúng là có khí tức của bổn nguyên chi lực. Xem ra muốn luyện hóa bổn nguyên của thần binh giới này, phải bắt đầu từ thập đại thần binh. Ngươi đang làm gì còn không cút xuống? Người cầm lệnh bài màu vàng chắc chắn là trưởng lão huyền đan môn. Tỏa Nguyệt Phong Dương Khai gặp qua sư thúc. Cậu chính là Dương Khai. Chuyện của cậu ta nghe nói rồi. Nếu cậu có duyên với Dược Vương Đỉnh, Vậy thì đừng phụ lòng kỳ vọng của môn chủ đối với cậu. Dạ đệ tử biết. Kỳ nạ,
sao mình cảm giác nữ trưởng lão này hình như có thiện cảm với mình. Ngày thường mấy người bọn ta có rảnh cũng sẽ đến xem thử, đáng tiếc nhiều năm như vậy cũng không có chút thu hoạch nào. Sư thúc không già, đang tuổi xinh đẹp. Cậu dẻo miệng y như là lão già chết tiệt đó, chả trách lại nhận cậu làm đệ tử. Xem ra vị sư thúc này có quan hệ không tầm thường với sư phụ của Mạc Hử. Nhìn bộ dạng của cậu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Nếu có phiền phức gì thì đến Thiên Na Phong tìm ta. Nhớ nói tên ta. Phong chủ Thiên Na Phong, Lam Anh. Đa tạ Lam Anh sư thúc, đệ tử cáo lui. Ba năm sau, Tỏa Nguyệt Phong, Dương Khai Động Phủ. Ngươi nói cái gì? Lão phái chủ đã sinh bệnh, sao lại như vậy chứ? Dương Khai, thiên giai cửu tầng. Hai vị trưởng lão nói là do lão phái chủ tuổi tác đã cao lên thể nhược, khí huyết suy giảm, chỉ để thuộc hạ mau chóng mời đại nhân quay về xem thử. Đại sư huynh, đừng hoảng, giao cho ta. Các ngươi ở đây đợi chút, ta đến trưởng lão các báo cáo một chuyện, báo cáo một tiếng rồi lập tức xuất phát hồi môn. Nửa giờ sau, Huyền Đan môn trưởng lão các, vậy thì ta xin cáo từ trước. Huy lão động thủ đi. Môn chủ làm như vậy thật sự ổn chứ? Tiểu tử này có thể nghe thấy đại đạo diệu âm của Dược Vương Đỉnh. Mấy năm nay phương thuốc cống hiến ra cũng không ít. Chúng ta làm như vậy sẽ làm lạnh lòng nó mất. Chính vì việc này liên quan đến Dược Vương Đỉnh, cho nên mới phải trấn áp. Đợi ngày sau tra rõ chân tướng, ta sẽ tự quay gánh chịu hậu quả. Hư Linh kiếm phái Sơn Môn. Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đi đâu hết rồi? Lê Chính Khanh, ta hỏi ngươi, những năm nay ta đối xử với ngươi thế nào? Nếu không có đại nhân năm đó thưởng thức, lão hủ tuyệt đối không thể nào tấn thăng thiên giai. Đại nhân đối với lão hủ, ân đồng tái tạo. Hay cho câu ân đồng tái tạo, ngươi báo đáp ta như vậy sao? Bản tọa cho ngươi cơ hội cuối cùng, sứ tôn ta rốt cuộc làm sao vậy? Đại nhân, lão phái chủ thật sự bệnh nặng. Kiếm lâu không ra khỏi vỏ, các ngươi lén lén nút nút, thật sự coi nơi này chỉ để làm cảnh thôi hả? Đầu nan ra đây cho ta. Không ngờ rằng Dương Khai lại quyết đoán như vậy, thật sự khác hẳn khi hắn ở Huyền Đan Môn. Thì ra việc hôm nay là do các ngươi mưu tính. Dương tiểu tử, mau bó tay chịu trói đi, lão phu ra tay không biết lặng nhẹ. Nỡ như làm tổn thương ngươi thì không hay đâu. Đúng vậy Dương Đan Sư, Uy lão là huyết thị của môn chủ, đã có tu vi ninh giai cửu tầng rồi. Nếu ông ta ra tay, các ngươi chắc chắn là sẽ mất mạng. Võ phó đường chủ, người của Hư Linh kiếm phái ta ở đâu? Ngươi yên tâm, người của Hư Linh kiếm phái đều không chút tổn hại, nửa tháng trước đã được sắp xếp đưa đến Huyền Đan Thành rồi. Môn chủ nếu muốn bắt ta, có thể ra tay khi ở tông môn. Vì sao phải dụ ta đến đây cơ chứ? Việc cụ thể chúng ta không biết, môn chủ chỉ lệnh cho chúng ta đem ngươi về tông môn, và đặc biệt dặn dò, không được làm tổn thương đến tính mạng của ngươi. Nói thật lòng, võ mồm trước khi đến đây thậm chí không biết ngươi phải bắt chính là Dương Đan Sư. Võ mộ, trước khi đến đây, thậm chí không biết ngươi phải bắt chính là Dương Đan Sư. Ngã phu cũng chỉ là phụng lệnh hành sự. Dương tiểu tử, ngươi cứ ngoan ngoãn theo chúng ta quay về đi. Nếu thật sự có hiểu lầm gì, ngươi cũng có thể giải thích trực tiếp rõ ràng với môn chủ. Ta đến nay phiền phức cuốn thần, hai người các ngươi đi đâu về đấy? Lên thuyền giặc còn có thể làm gì được chứ? Ta nếu đã nhận ngươi làm chủ, thì không lý gì lại đứng bên ngoài. Thuộc hạ vẫn là câu nói cũ, nguyện dốc sức vì đại nhân. Tốt. Uy lão, khi về tông môn phiền hãy nói với tông chủ. Trong vòng 10 ngày ta sẽ tự quay về. Mong tông chủ đối xử tốt với người của Hư Linh kiếm phái ta. Bọn họ không liên quan gì đến việc này hết. Dương tiểu tử, việc đến nước này không phải ngươi nói là được. Nếu như ta muốn đi, trên đời này còn chưa tồn tại kẻ có thể giữ chân ta. Lão đầu, quay về đừng quên mang lời cho tông chủ. Ngoài ra nói với hắn, ta chưa từng có ác ý với Huyền Đan Môn. Ý người đâu? Hoang dã. Chóng mặt chết mất, cảm giác này còn khó chịu hơn là ăn phải cơm thiêu. Thiên địa pháp tắc thế giới này còn kiên cố hơn là trong tưởng tượng.
nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến ta sử dụng không gian pháp tắc. Đại sư huynh, người của Huyền Đan Môn sao lại đột nhiên lật mặt vậy? Còn có thể là vì sao chứ? Sợ là vị sư phụ giả kia của ta đã liên hệ với các trưởng lão thuận với trưởng lão khác thuận vạch trần lời nói dối của ta, khiến cho môn chủ khó chịu thôi. Đi thôi, tìm người hỏi thăm phương hướng. Ngài to xác, ngươi có biết vừa rồi đại nhân sao lại cắt đuôi được đám người đó hay không? Lam Nhi đại trượng phu, thổ huyết không thổ. Này, sao ngươi không vấn đề gì vậy? Ta nghĩ nên đi luôn thêm một chút nữa đi. Trong phòng Thiên Võ Thành, Dương Đan Sư nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ. Thành chủ quá khen, tiểu tử lần này không mời tự đến, muốn tìm thành chủ muộn chút hồng ngọc. Không thành vấn đề, Dương Đan Sư cần bao nhiêu cứ việc nói. Thành chủ, số lượng ta cần không ít. Dương Đan Sư gặp phiền phức rồi, vậy đi, người theo ta đến kho vàng xem thử, muốn bao nhiêu cứ nấy là được. Dương Đan Sư, người xem, số ngọc này đủ hay không? Đủ rồi. Ta cần ở đây bế quan mấy ngày, phiền thành chủ sắp xếp một chút. Được được, Miêu Mỗ lấy đầu ra đảm bảo, trong thời gian này tuyệt đối sẽ không có ai đến làm phiền. Cô nương này, dám hỏi nay tu vi của Dương Đan Sư là gì? Đại sư huynh là thiên giai tầng 9. Tầng 9, xem ra hắn đột nhiên chạy đến đây bế quan, này chuẩn bị đột phá linh giai. Linh đan này là vật quan trọng để tấn thăng linh giai, bắt chuyển vô tâm đoan. May nhờ sự nỗ lực mấy năm nay của ta, mới có thể tích lũ để đủ điểm cống hiến ở công tào điện để đổi đan phương của bách chuyển vô tâm đan. Ba ngày sau, hai vị Dương Đan Sư đang đột phá linh giai, không được làm phiền. Tiểu tử đó tu luyện tà công gì? Dương Đan Sư, đừng chấp mê bất ngộ nữa, theo bọn ta về tông môn đi. Người chấp mê bất ngộ là các người, đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp bắt lại. Ta thân là phó đường chủ Thánh Hỏa Đường, lại bị một đan sư một chiêu đánh trọng thương. Một chiêu một thế của Dương Khai đều rất là lão luyện tàn độc. Không ngâm mình ở trong đạo sát phạt, mấy trăm năm vốn không làm được. Nhưng hắn lấy đâu ra kinh nghiệm chiến đấu tàn độc như vậy? Thích não đầu. Ông còn không đi, ta e là ông sẽ chết ở đây. Dương Khai, cậu tự liệu. Đại sư huynh đứng như vậy ba ngày rồi, cũng không biết nào huynh ấy rốt cuộc sao rồi. Yên tâm, ta không sao. Đại sư huynh làm muội sợ chết đi được. Lần này ta tấn thăng, nuốt hết năng lượng cực lớn, gần như có thể vượt khỏi cực hạn của mình. Một kích phát ra mối họa ẩn phệ của vệ thiên chiến pháp khiến ta thay đổi tính tình. Tuy ta tạm thời áp chế được, nhưng phải tịnh tâm tu dưỡng thời gian dài mới có thể loại trừ mối họa tấn thăng mang lại. Nhưng thời không chờ ta. Miêu thành chủ, ta muốn nhờ ông trông coi tiểu sư muội với hộ vệ này của ta mấy ngày. Cái này không thành vấn đề, nhưng Dương Đan Sư không chuẩn bị ở lại hay sao? Ta phải đến Huyền Đan Môn. Hai người ở lại đây chăm sóc Cố Doanh Doanh. Nguyện theo đại nhân núi cao biển nửa, vạn chết không từ. To con, đừng nghe lời của hắn. Nếu ngươi không về, ta sẽ dẫn Doanh Doanh cao chạy xa bay. Rất tốt. Vậy ta có thể giao Doanh Doanh cho các ngươi rồi.